lương mắm nhiều vô nha. Đó, buổi chiều rơm rạ cánh mua mang về quá trời luôn các bạn. Hello chú. Nó kêu cô bằng ông á. Dạ dạ. À dạ. Là mấy đứa nhỏ hả chú? Dạ. Vậy à, dạ hello ông. Dạ có rồi luôn ạ. Hi, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 các bạn. À, đến đây là mình chia sẻ cho bạn xem về bánh xèo miền Tây, bánh xèo của gia đình Hà Anh. Hello bà nội, hello tím ba, hello con gái. Hello con. Thế chú gì chào con. Ông bà cô chú trong ngoài nước chào con nha. À. À. Sinh nhật là đãi lớn lắm luôn á, đãi tại nhà. Đi học ngày đầu vậy là quá vui rồi. Ồ. Quá đã vậy. Sao không nghe ai gửi thiệp mời vậy ta? Tấm thiệp mời trên bàn. Thời gian địa chỉ gọi gàng. Chơi xa. Gọi thấm luôn. Nhắn tin là được rồi phải không? À, bạn thân cúc cúc nhắn tin. Ê, mai sinh nhật tôi nha, sinh nhật tôi nghe bạn. Bắt đầu là mai bạn. Trời ơi, sao vậy? Có đàn đồ ăn ngon phải cho chú Việt tới chứ. Kể kể xấu bà nội hả? Ôi ôi, nóng. À. Bán chè, chè bằng ký con ba đi giao. Chè gì? Chè bà ba. Đâu có kể thì làm cái gì nghe coi. Lúc mà lúc có mấy chú đi tắm quay á. À. Hồi xưa là đang bán để đắp lắm. Đúng rồi, bán đắt xong rồi cái bữa đó bán đắt nhưng mà trúng ngày nhân ngày phụ nữ Việt Nam á. À 8 tháng 3. Đúng rồi. Xong rồi cái ba đứa nắm tay nhau dạ dạ trên đường. Mua tên tử uống. Ôi ơi. Cái mua tên tử vừa đi vừa uống đi về nhà. Rồi. Xong rồi chín cho mấy rồi cũng về nhà đó, mà nội lo làm sao. Đúng rồi. Cái đó cái bà kia bà kêu á là dạo này tao nghe mày nói hát hay lắm đúng không? Rồi ra nó dạ rồi bà nó là cho bà nghe dạy bản ơi. Xong rồi cái con nói là bà ở dọc đường luôn á hả? Đúng rồi. Ô. Xong con nói là thôi bà ơi con phải về nhà nữa mà nội lo lắm. Xong rồi cái nó không kể hết tại đi bà nội biết bà mà. Xong rồi cái thằng mạnh nói con kể đi quất luôn vậy hai. Nó quất luôn nghe vậy. Đúng nghe ngay ru luôn mà hát là đúng ru rồi. Mà hát sao? Nghe bo được 200-300 ngàn gì đó đem về cho bà nội. Ồ. À đi hát có tiền bo luôn hả? Trời ơi. À, về. Về cái bà nội, cái con thấy ghét lắm. Sao anh phải chửi. À đúng rồi, tại con đi buổi tối nữa mà. Xong rồi nói cái con giống bữa chạy nhanh vô, bỏ hai đứa kia qua. Hai đứa kia chạy vô luôn. Xong rồi cái giả bộ đưa tiền kiểu như mua chuột bà nội. Mua chuột bà nội hả? Trời ơi. Trời ơi, giống mua chuột bà nội nha. Cái đưa tiền bà nội, cái con bà ba đứa thích thích tao dành lầu đi ngủ. Sợ ba đứa bị quên. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì mấy con nhỏ mà đi ban đêm nữa. Mà tới 90 giờ mới về hả? Ủa nhưng mà lúc đó là đi là khoảng đúng 9 giờ rồi. À, là ở trong cái đường này luôn á hả? Ồ, đi hát là có tiền bo luôn nha các bạn. Đâu, còn có chuyện cũng vậy luôn. Rồi. À, và bữa đó là bạn của bà nội á. À. Là đãi sinh nhật á. Nhật bà nội đi học trường bút mát. Nhờ hai đứa con đi dùng. Ui. Câu chuyện này là ly kỳ à, rồi sao? Đi dùng. Hát luôn, đem về được 2,5 triệu. 2,5 triệu luôn. Trời ơi. Quá đỉnh vậy. Vậy rồi mai mốt rồi bà nội có ai mời đám tiệc là bà nội cử con đi đại diện nha. Không phải cái ông mà
À. Trong đó là đi theo ông không? Để ông giúp cô cho. Ờ. Đúng rồi. Lâu lâu mình hát vui được rồi chứ giờ mình còn nhỏ mà. Dữ thiệt. Kiếm được đâu gần 3 triệu. 2 triệu rưỡi với kia mấy trăm nữa còn chơi. Chắc mai mốt ai mời chú Việt đi đám với chú Việt rủ con theo quá. Chú Việt hai chú cháu mình kiếm tiền xe về. Hai chú cháu mình chia. Trời. Nhưng mà hiểu không? Con bây giờ con chưa có nhiều bạn, bạn mời ít, chú Việt ví dụ có bạn chú Việt dẫn theo. Mọi người có bạn rồi, mọi người có tài đó, bắt đầu hai chú cháu mình chia. Bánh xèo hôm nay là 35k một cái nha các bạn. À. Bé chú gì biết chơi thân. Chị ba. Đúng rồi. Xong rồi cái nấu xong rồi bà nội bỏ bình giống như là ăn đặt hàng đó là người ta sẽ gỡ số điện thoại của ba. À. Đặt hàng xong rồi cái hai chú cháu lẹ bỏ bình còn lại rồi trao người ta bằng ký á. Chè thân bán bằng ký hả? Dạ. Bao nhiêu một ký nhớ không? À, là bán ở đây hay dưới quê? À, ở Tiền Giang nha. Rồi con với cô ba đi giao. Ok, đúng rồi. Mà mình phải cố gắng chứ. Rồi đi giao được 1 ký, ví dụ 30 ngàn về có khi nào ghé dọc đường ăn cà lem không? Rồi bị bà nội bị lỗi ngược lại không? Chắc có hoài quá bà nội ha. Thấy chưa? Giao có 1 ký chè 30 ngàn mà đi uống trà sữa, trà vải, trà đào, trà dâu âm vốn luôn. Chắc bà nội nói thôi mấy đứa giao 1 lần thôi. Bà nội bán hủ tiếu cho con đó. À. Là bán ở dưới quê luôn. À. À, coi bà nội đứng nấu. Con chạy bàn đi chứ đi giao cho khách. À, giao cho bà con vòng vòng sớm đi ha. Ồ dạ ở với ta trời ơi uy tín luôn. Đỉnh. Cố gắng. Ok. Ca lại xa mà. Giao cho bà con vòng vòng hàng xóm mình đi bộ được ha. Chứ được con đâu có đi xe con chở được đâu. Rồi lên chảo cái bánh này của con coi chưa nha. Có luôn hả? Cô ba làm từ của tôi mới chứ. Để đặt của tôi á. À. Rồi ai đứng chiên? Cô ba đứng chiên. Ồ. Là bán chè nè. Bán hủ tiếu nè. Rồi bán khoai chiên nè. Rồi, bán trà sữa nè. Cá viên chiên nè. Cá viên chiên là lỗ. Rồi bán bánh xèo. À, rồi rốt cuộc ai. Lý do lỗ là sao? Là bán không được hay là cho mình ăn mình uống hết trơn rồi không có đủ để bán? À. Kinh doanh có vẻ khấm khá ha. À. Nấu 6 chai bán mà uống hết 4 chai rồi. Rồi thăm vốn luôn. Rồi bị phá sản luôn. Mở hàng là phải trả tiền, con có trả tiền không? Trời ơi, mở hàng kiểu này tới luôn rồi. Không được rồi, mình mở hàng là mình phải trả tiền. Mới gọi là mở hàng, còn cái đó là sáng sớm mình ăn hàng đó con. Nhiều. Nghĩ sao mà nấu có 6 chai trà sữa mà một mình con uống 4 chai rồi. Hai chai rưỡi. Con tham lam đến vậy. Là 2 chai. Không. Chứ mấy chai? Nửa chai. Chai bự ha. 2 lít không? Một chai có 2 lít không đến 3 hay là cái chai theo Coca mình lít rưỡi. Chai lít rưỡi.
chai lít rưỡi Coca-Cola ha. Trời ơi, thèm hương vị quê hương rồi ha. Mới đi học một ngày mà nay là văn chương lai láng rồi đó. Từ ngữ nghe là nghe ngon lành rồi đó. Sao con? Con bán bánh chuối nữa hả? À chú chân. À à. Ôi, một đoàn khách 4 người, 4 xe. Bánh xèo luôn mấy em ơi. Đúng rồi, vậy là tính ra là cũng mười mấy hai chục món luôn ha. Dạ, bánh khọt nữa. Dữ thiệt, bánh khọt nữa. Ở ở dưới quê mình có bán bánh xèo không? Có. Vẫn bán bánh xèo vịt xiêm. À. Mai mốt mình sẽ bán bánh xèo vịt xiêm nè, bánh xèo hến nè, bánh xèo cổ hủ dừa nè. Cái đó chắc lộ nữa quá. Thôi mình tạm gác qua cái cua hoàng đế đi. ngon. Cái bánh xèo của Hoàng Đế bán 35.000 chú Việt sẽ lên ăn mỗi ngày luôn. Ôi, khách tới luôn, khách tới luôn. Bánh xèo đi. Ồ, ngon quá. Sao nói xấu chú Việt gì đó? Vụ gì đó? Nói xấu chú Việt nha. Bánh xèo này các bạn ngon quá. Bánh xèo đi. Là tổng cộng có mấy cái lớp 5 con biết không? Hai lớp. Ủa, 54 là phải có 4 cái lớp 5 mà chứ. Mấy cái luôn anh ơi. Hai cái mang về xin bơi. Có mà còn không để ý á. Trường mầm non gì? Áo đỏ hả? Táo đỏ. À. À. Không mất luôn không biết.
chắc trên 40 quá. Bánh xèo đi bà con ơi, bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo đi. Mai mấy bạn bỡ ngỡ lại. Hôm nay mấy em đi học bỡ ngỡ. Ngày mai mấy bạn bỡ ngỡ. Mấy người bạn tiễn con ra. Hai bạn nãy vô. Lên chất luôn. Bữa nay thứ ba ngày mùng 1 á hả? Ha, con không nghe. À, ngày chân thứ ba thì phải. Phải không? À, thứ hai. Giữ luôn nha. Giữ luôn sinh nhật. Sinh nhật tại nhà luôn hả? Dạ. Yeah. Mà mình ở bên đó. Ôi. Ba. Hôm nay là hết ngày 1 tháng 4 rồi nha. Không phải là ngày cá tháng 4 nha. À, xác minh lại nghe, hết 1 tháng 4 rồi nha. Ngày mấy? Xong rồi nói là ngày 35 tháng 4. Xong rồi cái gì ngày 35 tháng 4? Ngày 15 tháng 4. Xong rồi con nói là ngày nào ông đẻ lớn luôn á bạn đó. Wow, đẻ lớn luôn. Lấp lánh liền. Rồi con nói là nhưng mà đẻ lớn thôi chứ ra đẻ nhà phải đẻ nhà. Câu chuyện thật cảm lạnh luôn. Ồ. Cô to copy. Chú này rỡ 40 pin. Cô to copy ra, lấy viết lấy tờ giấy in chữ Lamborghini lên. Rỡ 40 pin. Đây là Lamborghini của kẹt với Ken kìa. Không dám nhận luôn hả? Mình là đang nhà hàng luôn á. Cũng là nhà hàng mà con. Bàn ghế đồ ngon lành nữa chứ, máy lạnh đồ ngon lành luôn. Thôi lộn, quạt lạnh, quạt lạnh. Mấy cái luôn anh? Ba cái mang giày tím bơi. Mai chú Việt photo cái chữ nhà hàng chú Việt dán lên là đảm bảo sinh nhật con sẽ đãi tại nhà hàng bánh xèo nhí. Trang trí thì mua bong bóng nè, rồi chữ happy birthday nè, rồi mua nón happy birthday đó, và đèn cầy bánh sinh nhật. Cái quan trọng nhất là biết chuẩn bị gì không, chuẩn bị đồ ăn cho khách nữa. Đúng rồi. À. Thì con hỏi chú Việt là chuẩn bị cái gì? À, cái đó là con chuẩn bị, còn bà ông bà nội chuẩn bị cho con biết gì không? 5 cái cây. Hút đầu nghe thơm quá ha. Ngon à, ngon quá trời ngon.
Coi bánh kìa con ơi. Bánh xèo đi. Ủa bà, cái nãy là anh kia là sẽ gọi phải không? Này quay nãy giờ quên nhìn, thấy quay là anh mất tiêu. Ba tầng mới chịu. Dạ. Hoàng đế với bánh kem 3 tầng. Chào. Bánh kem 3 tầng chứ cô Hoàng đế hả? Cô Hoàng đế đợi con ăn con 2,3 kg là 6 triệu 3. Một con. À, cũng bình thường nọ ăn để biết thôi chứ đâu có ấy đâu. Ăn để trải nghiệm thôi. Chứ nó mắc mà. Tầm à, đúng rồi 2 triệu mấy. Tại vì khi mình ăn tại chỗ người ta hấp luôn, người ta tính cái phí phục vụ tại đó. Mình mua về nhà thì rẻ hơn. Ờ à, đúng rồi. Nghe bên kia. Ăn bánh xèo không bà? Rồi, gói cho bà 2 cái luôn. Dạ. Còn 18 bánh nữa hả? Là 40 bánh hôm trước của ai quên rồi ta? À, cô Hiền. Hình như con nhớ là cô Hiền đúng rồi. Cô Hiền 40 bánh cho bà con khó khăn hả con? Cô Hiền đúng không? Rồi cô Hiền. Rồi, cảm ơn bà nha. Chúc bà ngon miệng. 5 tầng luôn. 5 tầng. Mua 5 cái bánh kem chút xíu, bắt đầu lấy chiếc đũa vô, ghim vô. À, giữ thiệt. 5 tầng, bây giờ 10 tầng luôn chịu không? Thương quá trời thương, vậy còn đòi gì nữa. Bây giờ muốn ăn cua hoàng đế, bữa đó chú Việt cô tôi copy con cua hoàng đế dán lên cái bánh kem. Sinh nhật copy bánh đê có cua hoàng đế luôn. Cho con mượn miếng lọ con quẹt lên coi. Sao mà kỳ vậy? À, có đèn à. Ở đèn chưa cháy. Chú Út cũng màu trắng mà chứ không phải màu be đâu. Bánh xèo đi. 2 tuần nữa đi. Hình như 2 tuần ngay trong ngày 15 tháng 4 là mình bận về quê sao ta? À, bữa đó về quê có công chuyện. À, ngay trong ngày 15 tháng 4 luôn á. Thứ hai chủ nhật gì á. Anh nè, Hà anh nè. Tại vì biết sao không? Ta đâu có mời mình đâu mà giờ mình có về quê hay không về quê nó cũng đâu có vô quan trọng đâu. Ta mời mình còn gác lại rồi. Ăn mặc bình luôn kìa. Trời ơi. Bà lâu nghe. Tình bạn có chắc có bà lâu. Giờ mình bận rồi, nãy mình chưa lịch mà nói không mời cái mình nhận show rồi. Chú gì đang mặc áo trắng luôn á nghe, nãy nói
Ôi, khách luôn tiếng ba ơi, bánh xe luôn, ba bốn xe luôn. À, anh trai bên kia mua mang về. Dạ dạ, ba cái. Ba cái có kèm một lon nước ngọt. Hai. Đây. Sao hỏi lại là có mời không? Mời. Mời sao? Mời mấy anh áo đủ màu mà màu trắng là không mời phải không? Màu gì cũng được. Màu gì cũng mời luôn. Áo mời. Này mấy chú cháu đang giỡn nha các bạn. Cô ba. Đó không? Cô ba bận đi thả diều rồi. Bây giờ ai bận cũng không sao mà có ông bà nội mới nói giờ ông bà nội bận mới tới công chuyện nè. Bỏ vậy phải ngoan nha, ông bà nội tới đó ông bà nội không có bận. Chứ thôi bà nội bận đó. À. Lâu lắm rồi không có bị ăn cây vô đích đâu bà nội. Vậy là giỏi rồi đó. Good 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 good. Tưởng à, mà nếu mà hay lì mà ăn cây cái tới sinh nhật của cha ma hạ anh á, cái con đi mua mấy cái cây cái con tặng. Làm quà cho bà nội. Đây mà để mà gọi là ghen luyện mấy đứa hơi bị lì lì. Chào chào chào. Con chú là còn chú. Nó là con chú. À. Xong rồi cái buổi tối ba con ngủ nghỉ lâu quá không ngủ. À. Chú còn thức để canh tụi con á. À. Không rồi cái bắt được ba tụi con. Con ba bắt kêu ba tụi con xuống lầu á xử lý. À, là tới giờ ngủ mà không chịu đi ngủ như vậy. Rồi ba đứa thức rồi chú bắt gặp. À. Rồi sao? Chị xử lý bằng cách nào? Xong rồi cái con hay là chăm anh kiệt gì đó. Giả mà được chơi nha. À. Xong rồi cái gắn vô cái đó chú là sao giờ này không đi ngủ khuya lắm rồi. Xong rồi cái đứa kia nó nghe em cười cái chú còn cười, chú còn không xử được luôn. Quá giờ vậy chưa. Ghẹo ghẹo chú. Là chú tính đánh mà không đánh luôn. Đó là đi ngủ lại lên đi. Đi lên ngủ đi cùng vậy nữa cho chú nữa. Ôi vui không? Trời ơi, thọt ác giùm chút xíu ơi. Mắc cười quá trời luôn, vui luôn. Đang lắng tai nghe cái câu chuyện đang hấp dẫn. Bên xèo đi. Rồi, xin nhanh vô nè. Xin nhanh vô cơm chay. Không phải thấy tắp vô cơm chai rồi chú vừa mới nói. Tối qua chú Hà vô lòng có ghé không? Tại vì hôm qua nó tưởng chiên bánh xèo nghỉ hết sớm đó. Dạ có chứ. Có hả?
Đâu chú Long ngồi bên kia kìa. Đó. Thì chú Long đi công tác một ngày. Giờ miền Tây với nước mặn lắm, nghe thì chen còn tận người. Miền Tây bây giờ nước không có nước xài luôn á. Đúng rồi, nắng quá nắng rồi đó. Cô. Tấm thiệp mời trên bằng. Thời gian địa chỉ rõ ràng. Có nói là thời đại 4.0 rồi. Thôi đừng có làm cái thiệp gì đâu. Đã chú Việt lục tin nhắn nè. Không thấy nha. Mà trước biết sao không? Tặng một ngày chú Việt để dành 1.000. Rồi chú Việt để dành tiền, chú Việt mua quà. Rồi chú Việt mua đồ mới, chú Việt mặc. Chứ giờ chú Việt đâu có đồ mới đâu để đi sinh nhật. Chú Việt có đồ mới. Chị hai đã nhà hàng ha. Dạ, nhà hàng bánh xèo. Mai dán chữ nhà hàng bánh xèo lên. Đãi 10 bàn luôn ha, trong nhà còn đủ 10 bàn, đãi 10 bàn. 40 khách. 40 khách đúng rồi. Dữ thiệt. 40 bàn, 40 khách. Không có khách đâu, có 4 chú à. 4 chú hả? 4 chú là mỗi chú đại diện mà ngồi một bàn dành cho 10 khách. À, đồ ăn thì phải mang ra cho đúng cho 10 khách, nhưng mà mỗi chú chỉ ngồi một bàn thôi. Hiểu không? Một bàn 10 người. Nhưng mà trong một bàn 10 người thì ăn lắm. Trời mấy chú ăn không hết không? Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn. Bạn giao ca.